Thưa các bạn, đây là buổi sinh hoạt thường niên của câu lạc bộ yêu nghệ thuật chèo xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe giọng hát của tốp nữ câu lạc bộ qua bài hát Một thoáng quê hương theo điệu Hạ Vị, sáng tác của soạn giả Văn Bằng. Xin kính mời. Oh,
Thank you.